rau cải nó tươi ngon hết á. Ngay đây có một cái hàng chè ngon lắm, cả nhà đến đây ăn nha. Gồm có là bí nè, khoai lang, với lại bánh xếp bột năng nè. Mình bán một bịch như vậy bao nhiêu hả cô? 10.000. Cô bán có 2 bịch đi ha. Ngoài ra thì cô có chè chơi nước nè. Chè đậu trắng nè. Ngay chỗ này giờ bà con đi chợ thì nó hơi đông lên nè, vui vui rồi nè. Giờ này bà con đi chợ vui nữa ha. Thực phẩm được quá nhiều luôn á, cả nhà vào đây thì sẽ mua được nhiều đồ ăn ở đây. Hai sức sống 360 xin chào buổi sáng. Đây là con đường Hậu Giang thuộc phường 11 quận 6. Và đây có con hẻm 711. Hẻm 711 này cả nhà sẽ đi vào chợ Phú Định. Đầu chợ thì bà con đã có bày biện hàng để bán bên ngoài vậy nè. Đi vào bên trong thì sẽ vui và nhộn nhịp hơn. Nhưng bên ngoài thì cũng bán đủ, có nhang đèn, trái cây. Con đường này là buổi sáng hoặc là buổi chiều thì cũng khá mát. Có cả hàng tôm, hàng cá, rồi hàng trái cây ngay đây nữa. Và đến đây có một cái con hẻm nhỏ, cả nhà sẽ đi vào bên trong chợ Phú Định. Chợ Phú Định thì bên trong nó có một cái nhà lồng nhỏ nhỏ bán đồ. Ngay đây thì có mực, tôm, cá. Quá xoài, xoài mùa này quả lọc mắt lắm. Giờ này mọi người đi chợ đông chưa anh? 8-9 giờ. À 8-9 giờ mới đông hơn. Ngay đây là có một ngôi chùa Thiền Đức. Đầu chợ này cả nhà xem nè, rau củ của bà con bày bán nè. Rau củ đủ loại hết trơn nè. Đây có còn một con đường đi vào chợ nè, sao sẽ đi vào chợ. Ngay chỗ này thấy bà con đi chợ cũng nhộn nhịp vui quá nè. Qua quần áo với lại túi bóp. Chợ này buôn bán chạy qua chạy lại bên các con hẻm. Con hẻm đường Hậu Giang. Cho vào đây quần áo rồi. Được, vào quần áo rồi mua, mua đắt quá hả? Khăn. Này cái này giống như hàng tạp hóa vậy hả? Cái loại bánh nè, dưa mứt, mứt này tết thôi, cái hàng tết là bán chuẩn bị bán lên ra à. Ôi giờ này thì sao đi chợ hơi sớm rồi, chút xíu nữa thì bà con đi chợ mới đông hơn. Bao lì xì với bắt đầu là chưng tết rồi nè.
trang trí Tết bán này. Chắc là bánh ngọt, bánh bò, bánh lợn, bánh in nữa nè. Chắc mặt hàng tạp hóa. Đậu hũ, thực phẩm chay, cái sữa đậu nành nữa. Đây có hạt xoài nè. Bên đây thì có hàng cá. Chỗ này thì sẽ thấy hơi vui nhộn nhịp hơn chút xíu ha. Cả nhà muốn ăn chay thì vào đây có đậu hũ, thực phẩm chay có nữa nè. Dạ dạ được chứ. Dạ đúng rồi. Dạ. Dạ. Gì đó hả? Ở ngoài đường đông. Ở trong này thì chút xíu nữa hơi vắng. Dạ. Dạ dạ, cảm ơn. Cảm ơn chị. Bên trong nhà lòng chợ thì sao thấy cũng bà con đi vào đây cũng vui vui quá nè. À, đi vào đây cho cả nhà xem cái này ha. Hàng rau cải nè. Nhà lòng chợ thì cũng nhỏ nhỏ thôi. Gầu tươi đây, cải, cà chua, khổ qua. Không có đây giá đó. Bên trong đó là hàng thịt nè, xếp xếp thịt gà, thịt vịt. Còn cái gian bên đây là các quầy thịt heo. Ngày đây có một cái hàng bún. Có món ăn bánh tay yến nè, 3 cái 10.000 đồng. Các cửa hàng tạp hóa sáng sớm này thì bà con đi chợ chưa có đông, chút xíu nữa đi đông hơn thì hàng bún này đắt quá nè. Phía đằng kia thì có mấy cái quán ăn. Để xem này có món gì đây. Đây là bún vịt. À, cả nhà ăn sáng thì tôi vào đây nè. Bên trong sân sau đây có nhiều quán ăn đây nè. Hủ tiếu, mì, nồi, bánh canh. Một tô 25.000. Có phở.
À, dài tuốt này luôn. Có quán bún bò Huế đây nè. Trong đây thì có một cái vài quán nhỏ nhỏ, cả nhà thì còn ăn uống thì cũng ấm cúng. Có hàng chè nè, có nhiều loại chè ở đây nè. Qua chỗ này là cả nhà mua quần áo, nón, dép, ở đây chỗ này bán nhiều nè. Phải có quần áo này là bán à? Dạ, dạ. Cái chỗ này thì sao thấy vui, nhộn nhịp hơn rồi kia. Có một hàng xe cây nhỏ nhỏ rồi nha. Dạ. Dạ. Giày dép quần áo thì cả nhà đi vào khu vực này thấy bán nhiều quá luôn rồi nè. Sữa đậu nành ở đằng trước, sữa đậu nành, sữa đậu xanh, rau má. Quần áo quá chừng luôn ha. Bánh kẹo Tết nè, bây giờ là hàng bánh kẹo rồi, cũng bắt đầu là chuẩn bị lên gai rồi. Bánh mứt đủ, là mứt gừng, mứt bí, hạt sen. Vui sữa, vui sữa Bình Kim 20.000 đồng một ký. Trái nó màu nâu nhìn thấy ngon quá ha. Hai cái 50 rẻ quá hả? Giải xịn mà rẻ, hai cái 50. Hai cái 50. Rẻ quá nên mọi người mua đông ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Trong shop đâu làm gì có giá 20. Dạ đúng rồi. Nam nữ thì có đủ hả? Quần áo có. Chậm hết đây, chậm hết. Áo nam nè, áo thun. Áo thun của nam. Nam nữ đều có hết. Không đúng hàng. À. Đùm thịt làm ngon quá ha. Một bịch đó thì lấy ra.
bánh và lại trái cây. Dạ. Dạ. Gian hàng quýt với lại mít Thái hả? Cam Vinh 20.000 đồng ký. Và hàng rau này ngon quá nè. Mười ngàn luôn. Xoài mùa này cắt chu mà trái hơi nhỏ nhỏ thì phải tới 40.000 đồng ký, còn trái tốt lớn thì phải 50.000 đồng ký. Các gia vị nè, đó gia vị bà là mình ta băm ra sẵn, hành, tỏi, ớt, rau cải, cả nhà thấy là ngon quá luôn rồi nè, tươi xanh luôn. Rau củ, trái cây, thực phẩm trong đây là quá là nhiều luôn á. Thơm nó có gọi sẵn là 14.000 đồng trái. Thịt gà, thịt vây nữa nè. Xoài, trong chợ này bán xoài cũng nhiều lắm. Cá, tại đường này thì thấy bà con tiểu thương ngồi nhiều hơn ha. Người mua thì ít lắm. Cửa hàng tạp hóa này, bánh kẹo giờ bán thì khá nhiều á. Mặt hàng Tết bây giờ là đã chuẩn bị bán ra ngay à. Sắp hàng gia vị. Đến đây còn vài cái gian hàng nhỏ nhỏ đó là đã hết khu chợ rồi. Cá mực mà chỗ này bà con đi thưa quá ha. Có người đi nhưng mà người mua thì vắng ít quá. Kiểu này kiểu quế 60.000 đồng một ký. Ngay cái đoạn này thì bà con nói thưa thưa vắng gì đó à, không có đông, ngày nào cũng vậy. Tại khu chợ này thì nó nhiều người bán quá. Như các con hẻm đó, mọi người đều buôn bán hết mà. Nên là khách hàng bị chia ra rồi. Cá, mực, ếch. Con đường thì gà con hẻm rộng rồi. Chỗ này cá thịt có bán đầy đủ. À, các loại cá nè. Có món ăn đặc Hà Lan với lại chuối.
hầu như các chợ thì món này đều có. Qua thằng chè này đắt khách quá hay. Giờ đây cả bên ngoài nè, cả nhà thấy bên ngoài thì nhộn nhịp hơn ở trong nhà lòng chợ. Chưa chưa lên á thì ở bên ngoài này bà con đi đông hơn, quán ăn đều có đủ hết trơn nè. Bên trong còn có một quán, trong đó có bún nem nướng. Rau củ bên ngoài bán là đầy đủ hết, quần áo. Đây có các loại hải sản, mực, có ốc nữa nè. Đây là hẻm 716. Táo đường giòn ngọt, xe hàng rong ở chỗ này thì Sơn thấy cũng có cũng nhiều á. Đây có cả hàng thịt nè. Bên trong hẻm này có một quán cà phê và để mát mẻ quá ha. Gạo cải đây cũng ngon quá luôn nè. Thanh long thì 25.000 đồng ký. Phía bên đây thì bị hơi nắng một tí xíu ha. Con đường bên ngoài này thì Sang thấy bà con đi chợ nhộn nhịp đông, nhiều khi người ta chạy xe đó thì bà con ta đi bên ngoài ta ghé lại ta mua đồ, nó tiện hơn bên trong hẻm nên là người ta thích đi bên ngoài hơn. Ở bên ngoài này nè, bà con đi chợ người ta dựng xe lại người ta mua đồ dễ. Còn đi vào trong bên trong nhà lòng chợ thì chạy xe nó hơi chật á, nên là cái việc buôn bán có chưa chưa chút xíu á, bên trong thì nó hơi vắng hơn bên ngoài. Tôm hay là cá? Tôm vậy là 13.000 đồng một lạng.